Vâng, xin chào tất cả anh em, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay ô tô cũ Tuấn Anh Hải Phòng lại giới thiệu cho anh em một mẫu xe. Trước màn hình quý vị và các bạn đây, thì anh em xem video đừng quên like và đăng ký kênh trực tiếp cho mình, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0989 711 706. Thì trước màn hình quý vị và các bạn đây, hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh em một mẫu xe, đó là chiếc Chevrolet Captivan sản xuất 2007, màu bạc biển 37. Con này đang được chào bán với giá là 272 triệu đồng. Thì bên cạnh đây nó là một chiếc Spark, Spark độ anh em nhé. Con này có đã video riêng rồi, anh em nhu cầu thì xem video riêng. Thì hôm nay chủ yếu là mình giới thiệu về chiếc Captivan này. Thì với giá tiền là 272 triệu, anh em đã có một mẫu xe Captivan sản xuất 2007, xe 7 chỗ cực chất cho anh em. Anh em nhé, xe cực chất luôn, màu bạc. Sơn xi của nó khá là ok. Đấy. Từ những cái cụm đèn pha. Đấy. Rồi là bô lăng biển số. Đấy, rất là chất. Đăng kiểm của chiếc xe thì còn đến tháng 1 năm 2020, thì cái chỗ này nó cũng hơi bị chật một chút, nên anh em thật sự thông cảm, mình sẽ quay ở bên thôi. Còn đâu một bên đây thì anh em không phải suy nghĩ gì cả. Đấy. Lốp lác của nó rất là đẹp này. La răng đúc theo xe. Sơn xi thì khá là ok. Đối với dòng này thì đã được trang bị xi nhan trên gương, gương cụp xòe, phanh ABS đầy đủ, chống trơn chống trượt, túi khí rất là nhiều thứ. Một chiếc xe đời cao, đời 2007 nhưng mà được trang bị rất là hoành tráng anh em nhé. Tất cả những cái ốp đèn phanh rồi là đèn pha đều được mạ ốp mạ chrome, rất là sáng. Màn hình cam lùi đầy đủ. Nội thất thì anh em không phải suy nghĩ gì về nội thất của con này. Đấy, cam kết anh em là chưa đâm đung nặng, còn đâu va quẹt thì không thể tránh khỏi được. Đấy, anh em nhìn cái nội thất này, nhìn thấy nội thất thôi thì đã biết được giá trị của con xe nó như thế nào. Lốp dự phòng anh em nhé, máy móc gầm bệ thì không phải suy nghĩ gì cả. Anh mua thì bây giờ anh có rút hồ sơ không? Anh để đấy, này. Tắp lô tắp ly rất là đẹp. Nội thất này, anh em nhìn cái nội thất, thì nội thất này thực ra là nội thất bọc lại nhé, không phải là nội thất zin. Nhưng mà bọc lại thì là càng mới, cả xe cũ thì càng đẹp. Anh em ngồi lên xe biết là cảm giác chiếc xe rất là hoành tráng này. Đấy. Máy móc của dòng này thì anh em không phải suy nghĩ gì cả, cực chất luôn. Máy 2.4. Đối với dòng này thì nó cũng tiêu hao nhiên liệu thì cũng khá là tốn một chút, nhưng mà thì nó đã chạy đã sướng. Đấy. Máy móc chất gầm bị chắc. Đối với dòng xe 7 chỗ này thì máy nó phải to tí. Đấy. Dung tích xi lanh của nó phải lớn thì là chạy nó mới chắc xe và nó mới đầm xe được, chứ còn nó yếu thì nó cứ giật giật. Đấy, chưa đâm đụng, chưa ngập nước anh em nhé. Đấy, từ những cái đinh của nhà sản xuất dập này vẫn còn nguyên. Nếu mà đã đâm đụng rồi thì tất cả những cái lỗ tròn này, đấy, hay những cái đinh này nó sẽ bị méo đi và mất đi, không còn là còn được nguyên bản nữa. Xin nhan trên gương anh em nhé. Mình sẽ vào thử xe ngồi. Đấy, khi vào trong xe anh em ngồi cái cảm giác rất là cao ráo này. Xe 7 chỗ rất là rộng rãi thoáng mát này.
túi khí này, điều hòa tự động này, chống trơn chống trượt, phanh ABS đầy đủ nhé. Một chiếc xe khá là hầm hố, máy móc cực chất luôn. Đấy. Từ năm 2007 này. Màn hình DVD, âm thanh thì không phải suy nghĩ về dòng này, âm thanh anh em không phải suy nghĩ gì cả. Gương kính chỉnh điện này, gương cụp xe này. Đấy. Rất là tiện lợi, xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe. Đấy, màn hình thì rất là nét. Đấy, cam lùi đầy đủ này. Anh em nhìn thấy có cả cảm biến lùi nhé. Đấy. Rất là nhiều cái trên một chiếc xe này, nên anh em không phải suy nghĩ gì cả. Thì vừa rồi ô tô Cố Tuấn Anh Hải Phòng cũng đã giới thiệu cho anh em mẫu xe Chevrolet Captivan sản xuất 2007 biển 37. Anh em có nhu cầu về mẫu xe này hãy alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0989 711 706. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm đến kênh của mình trong suốt thời gian qua. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.